Em Toàn xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cách gắn sim ở trên màn hình Android. Thì bao giờ các bác lắp màn Android sẽ có một cái dây sim như này, dây sim như này. Thì sẽ có cái gắn sim đây. Các bác gạt xuống dưới rồi các bác bừa lên. Đó. Thì ở đây sẽ dùng một cái sim micro. Các bác dùng sim nào cũng được. Việt Nam Mobile rồi Vina rồi Viettel đều được hết nhé các bác. Rồi các bác gắn đúng chiều ở đây sẽ có một cái đầu vát vát ở đây này. Đó, thì các bác cũng gắn úp cái sim xuống, sau đó là cho vào cái khe. Rồi các bác đẩy cái khe này xuống này và sau đó các bác gạt lên. Đây. Thì sẽ giữ lại cái sim ở trong này. Ok, sau khi gắn xong sim xong thì màn hình vẫn sẽ chưa nhận sim đâu. Các bác sẽ phải vào cài đặt. Sau đó các bác tìm đến cái mục thẻ sim ấy. Thì như đa số trên màn nó sẽ có hai cái khe gắn thẻ sim và đa số các bác gắn vào không nhận là do các bác đang gắn ở thẻ sim ở khe 2 nhưng mà bật là đang bật khe 1. Thì ở đây mình đang gắn khe 2 thì các bác tắt cái khe 1 này đi này. Tắt khe 1 này đi. Ok. Đó, thì hiện tại là khe 1 và khe 2 đang tắt. Bây giờ sẽ khởi động lại máy, các bác vuốt từ trên dưới sẽ có nút reset, rồi các bác ấn ok để reset lại máy thì cái màn hình này sẽ nhận lại. Khi mà màn hình nhận lại thì các bác sẽ xem được đa số là sẽ hiện số điện thoại ở trên màn hình này luôn. Thì để các bác có thể theo dõi được cái quá trình mà mình nạp tiền cho sim thì các bác cũng vào cái mục thẻ sim này để các bác xem số điện thoại, hoặc có nhiều cái cách khác, ví dụ như là tải phần mềm My Viettel, My Mobi. Thì em đã có các clip khác hướng dẫn cho các bác. Ok, đây bây giờ các bác vào lại mục thẻ sim nhé. Ok, đây đã hiện Viettel số điện thoại ở đây. Đó, thì hiện số điện thoại đây các bác chỉ cần ghi ra nạp tiền vào là hoặc gọi lên tổng đài để kiểm tra dung lượng là được. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.